Mở đầu các phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc các nhóm nhân quyền kêu gọi Việt Nam phóng thích nữ tù nhân lương tâm nhân ngày 8 tháng 3. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích các nữ tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, đồng thời lên án Hà Nội đàn áp một cách có hệ thống và tùy tiện đối với các giới bất đồng chính kiến. Có ít nhất là 200 tù nhân lương tâm ở Việt Nam, trong đó có hơn 30 phụ nữ. Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, viết tắt là VCHR, cho biết trong thông cáo vào ngày 8 tháng 3, Việt Nam cho rằng những phụ nữ này đã đe dọa an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại cho đất nước. Nhưng trên thực tế, họ bị bắt và bị truy tố chỉ vì đấu tranh ôn hòa cho các quyền cơ bản, công bằng xã hội và môi trường trong sạch và lành mạnh. Bà Ý Lan Penelope Faulkner là chủ tịch của VCHR, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Paris, Pháp, chia sẻ với Đài Voa về lời kêu gọi nói trên. Chúng tôi thấy có một số phụ nữ Việt Nam sức trẻ, can đảm và nhiệt huyết đang bị cầm tù chỉ vì nói lên những ý kiến ôn hòa của mình. Các chị muốn xây dựng đất nước, nhưng tiếng nói của những người dũng cảm này của Việt Nam đang bị bóp nát. Đây là điều rất tiếc. Bà cũng cho biết thêm, thông điệp là tiếng nói của những người phụ nữ này rất cần thiết cho đất nước Việt Nam. Họ không muốn lật đổ chính quyền mà chỉ muốn người Việt Nam có đời sống tốt đẹp hơn. Nhà cầm quyền Hà Nội phải lắng nghe họ và lắng nghe tiếng nói của người dân Việt Nam. Bà Faulkner lưu ý trường hợp của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đang chữa bệnh ung thư nhưng vẫn bị giam cầm. Bà nói, chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay tức khắc cho bà Nguyễn Thúy Hạnh để được chữa bệnh một cách đàng hoàng. Cùng ngày 8 tháng 3, Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả, viết tắt là CPJ, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự can trường của nữ nhà báo Phạm Đoan Trang, cho rằng bà bị giam cầm bất công chỉ vì công việc làm báo của mình. Ông Joseph Benedict, nhà nghiên cứu từ Tổ chức Nhân quyền Civicus, hôm 8 tháng 3 cũng kêu gọi trả tự do cho bà Trang. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay không công nhận việc giam giữ tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, nói rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật, đồng thời nói thêm rằng các quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí luôn được tôn trọng tại nước này. Và có tin là hoãn xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng trong ngày 11 tháng 3. Phiên tòa phúc thẩm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, sẽ bị hoãn xử theo lịch dự kiến vào ngày 11 tháng 3. Báo Người Lao Động loan trong ngày 10 tháng 3 nêu lý do hoãn xét xử là vì ba bị cáo đồng phạm đang được tại ngoại là nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng có đơn xin hoãn. Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm, gồm bị cáo Đặng Anh Quân, giảng viên Trường Đại học Luật thành phố Sài Gòn, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo. Tuy nhiên, theo quyết định xét xử phúc thẩm, tòa triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến tòa dù bà đang thi hành án tù. Sau khi có yêu cầu áp giải ra tòa, cơ quan công an đã thực hiện lệnh đưa bà Nguyễn Phương Hằng về trại giam Chí Hòa để chờ xét xử phúc thẩm. Theo kế hoạch, vào chiều ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Sài Gòn xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan đến Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm do xúc phạm danh dự của cá nhân. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, tòa án xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù. 4 đồng phạm còn lại nhận mức án Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, 3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù. Tân Tây Lan sẽ thúc đẩy cấp visa dài hạn cho công dân Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tân Tây Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều ngày hôm nay đã hội kiến ông Gary Brownlee, Chủ tịch Quốc hội Tân Tây Lan. Cam kết thúc đẩy việc cấp visa dài hạn cho công dân Việt Nam, ông Brownlee đánh giá cao đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt cho sở tại cũng như quan hệ của hai nước. Ông đồng ý gia tăng việc giao tiếp dân chúng, hợp tác văn hóa, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, gắn kết giữa hai dân tộc. Cộng đồng người Việt Nam tại Tân Tây Lan có khoảng 11.000 người, chủ yếu sinh sống ở Auckland, Christchurch và Wellington. Ông Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm, nhất là cấp cao, tạo điều kiện cho các loại quả đặc sản vào thị trường của nhau như là chuối, chanh dây của Việt Nam và kiwi, cherry của Tân Tây Lan. Ông cũng mong muốn hai nước tăng cường kết nối hàng hải, hàng không, thúc đẩy hợp tác văn hóa. Các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò củng cố và làm cho tốt hơn quan hệ đối tác chiến lược, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề lớn của quốc gia. Ông Chính chiều cùng ngày hội kiến với toàn quyền Cindy Carroll.
Ông nhấn mạnh 6 lĩnh vực hợp tác mà hai bên cần chú trọng, bao gồm tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và khai triển đầy đủ các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh thương mại, đầu tư, làm sâu sắc hợp tác giáo dục, đào tạo, nhất là tăng học bổng, hợp tác xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tăng cường trao đổi văn hóa, thúc đẩy hợp tác lao động. Bộ Tài chính Việt Nam vẫn muốn áp thuế nhập cảng 50% với thuốc lá điện tử. Dù một số bộ ngành doanh nghiệp nói chưa cần, nhưng Bộ Tài chính Việt Nam vẫn muốn áp thuế nhập cảng 50% với thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan. Trong dự thảo nghị định về biểu thuế xuất nhập cảng ưu đãi, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính không quy định các mặt hàng thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong biểu thuế xuất cảng, biểu thuế nhập cảng ưu đãi. Bộ Y tế cho biết đã nhiều lần kiến nghị với chính phủ không cho phép mua bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ở Việt Nam vì những hậu quả với sức khỏe, xã hội, môi trường, tác động tiêu cực với người sử dụng, đặc biệt đối với trẻ em, thanh thiếu niên. Cùng quan điểm, Bộ Công an cho rằng hiện chưa có chính sách nhập cảng với các mặt hàng này nên quy định thuế suất là chưa phù hợp. Về phía doanh nghiệp, công ty JTI thuộc tập đoàn Japan Tobacco trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá quốc tế kiến nghị không áp dụng mức thuế 50% mà giữ nguyên thuế suất 0% như hiện tại. Lý do được doanh nghiệp này nêu là thuốc lá thế hệ mới, gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng, có tiềm năng giảm thiểu tác hại so với thuốc lá truyền thống. Một doanh nghiệp khác trong ngành, công ty British American Tobacco của Singapore cũng cho rằng mức thuế 50% là chưa phù hợp thông lệ quốc tế, việc đánh thuế cao trên thiết bị điện tử sẽ thúc đẩy buôn lậu. Công ty này kiến nghị Bộ Tài chính chưa nên áp đặt mức thuế cao, chờ đến khi có định hướng rõ ràng về mặt chính sách. Nhiều doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp để vay vốn. Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Sài Gòn, viết tắt là HUBA, gửi chính quyền thành phố mới đây cho thấy nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn không tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Sài Gòn, trước tình hình khó khăn về vốn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 2 năm 2023 cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 2% lãi suất vay. Các ngân hàng cũng đẩy mạnh cho vay, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tiếp cận được nguồn vốn do không bảo đảm yêu cầu về thế chấp tài sản và không đủ điều kiện vay. Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Sài Gòn cho thấy có đến 41% doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn. Trong khi đó thì việc định giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng năm cũng không thế chấp được, các tài sản khác bị định giá xuống khi lạm phát gia tăng. HUBA cũng kiến nghị chính sách gia hạn nợ cần đi kèm với chính sách ân hạn nợ, có nghĩa là doanh nghiệp gia hạn nợ được phép hoàn trả khoản vốn vay gia hạn tại năm cuối cùng của kỳ hạn vay, thay vì việc phải trả ngay khi hết hạn, làm gấp lên 2 lần số tiền phải trả trong năm tiếp theo, gây khó khăn kép cho doanh nghiệp như thời gian vừa qua. Thị trường điện thoại Việt Nam giảm 2% trong năm 2024. Báo cáo mới đây của Canalys cho biết thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ vào đầu năm 2024, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ảm đạm đang diễn ra ở các khu vực khác. Theo dữ liệu từ Canalys, thị trường điện thoại di động của Đông Nam Á được dự báo tăng 7% trong năm 2024, một tỷ lệ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với trung bình thế giới ở mức 3%. Trong khi đó, dự báo cho thị trường của Trung Cộng là tăng 1% và thị trường Bắc Mỹ được dự báo sẽ giữ ổn định. Trong báo cáo của Canalys, Indonesia vẫn là thị trường điện thoại thông minh lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 38% tổng doanh số tháng Giêng. Thị trường lớn thứ hai Philippines đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất với mức tăng trưởng 77% trong tháng Giêng so với cùng kỳ. Các thị trường lớn tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Việt Nam là nước duy nhất ghi nhận sự suy giảm về doanh số so với cùng kỳ năm trước với mức giảm 2%. Nhiều người đổ xô lên đỉnh bàn cờ sau chuyến ghé thăm của tỷ phú Bill Gates. Sau khi tỷ phú Bill Gates có cuộc thưởng trà trên đỉnh bàn cờ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trong chuyến du lịch 4 ngày, hàng trăm người dân du khách đã đổ xô về đỉnh bàn cờ để tham quan, chụp hình. Đỉnh bàn cờ thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng 10 cây số. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp vô cùng thơ mộng và huyền bí với núi sừng bạc ngàn và khung cảnh mênh mông sóng biển. Là một địa điểm du lịch được người dân và du khách vô cùng yêu thích bởi bầu không khí mát mẻ, trong lành. Từ trên đỉnh bàn cờ nhìn xuống có thể thấy trọn vẹn cả thành phố Đà Nẵng.
Theo ghi nhận, chiều ngày 10 tháng 3, hàng trăm người dân du khách tấp nập đổ về đỉnh Bàn Cờ để chụp hình cùng với sự tò mò sau khi tỷ phú Bill Gates vừa ngồi uống trà tại đây. Với độ cao 700 mét so với mực nước biển, đứng trên đỉnh núi, người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, đỉnh Bàn Cờ được nhiều người lựa chọn để tham quan du lịch, tận hưởng bầu không khí trong lành, tươi mát của đất trời. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Tổng thống Biden quyên góp được 10 triệu đô la trong 24 giờ sau bài diễn văn State of the Union. Mưa kỷ lục nhấn chìm Charleston, South Carolina.